Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài BTV. Các vị hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay văn phòng của thành phố Boston có tổ chức một cuộc họp để nói về một đề nghị do cả một cái nhóm gọi là Hollis Health Group đã đề nghị mở một cái tiệm càng xa tại trên đường Dorchester, tại thành phố Dorchester. Và nơi đây là có rất là đông người Việt đang sinh sống và cũng như là có rất là nhiều cơ sở thương mại. À, hôm nay họ đến để trình bày cái, cái, cái nguyện vọng của họ muốn mở một cái uh, cửa tiệm để bán càng xa ở đây à, cộng đồng của người Việt nghĩ gì về vấn đề này thì Trường Giang cũng có tiếp chuyện cùng với một số đồng hương sinh sống tại thành phố Rochester và nghe qua ý kiến của họ phản đối hay là không phản đối về việc mở cái một cái tiệm cần sa tại thành phố Rochester và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây xin mời vị cùng theo dõi kính thưa quý vị Tiểu bang Massachusetts là một trong 10 tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ đã được cử tri bỏ phiếu với tỷ lệ 54% đồng ý hợp pháp hóa sử dụng cần sa giải trí trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2016. Nhưng cho đến tháng 7 năm 2018, tiểu bang Massachusetts mới bắt đầu cho giấy phép mở tiệm bán lẻ cần sa. À, cách đây 2 năm thì tôi đã bầu chống cái, cái đạo luật này. Trong tiểu bang thì cái phần trăm mà nó thắng là như chỉ 4% thôi. Một dự án mở tiệm bán cần xa giải trí tại địa điểm 1548 đường Dorchester được cho biết sẽ mướn lại từ một người gốc Việt, nơi có đông đúc cư dân gốc Việt đang sinh sống, đã làm cho nhiều người dân lo ngại về vấn đề an ninh và an sinh khu vực tại đây. À, trong nghĩ rằng là cái tình trạng mà cướp bóc nó sẽ tăng lên. Cộng đồng người Việt tại đây đã nhiều năm đóng góp và xây dựng một khu vực sầm uất và trù phú với nỗ lực mang đến một Little Sài Gòn. Nếu trong khu vực Sài Gòn nhỏ có thêm một tiệm cần sa giải trí thì ảnh hưởng ra sao đối với khu vực này? Chỗ này là cái chỗ mà cộng đồng người Việt Nam đã đóng góp rất là nhiều, đã xây dựng và đã có một cái uh, nơi uh, gần như là một cái tổ ấm của cộng đồng. Đó, thì bây giờ thì cái nhóm này thì họ muốn vô mở một cái cần xa thì đương nhiên là không ủng hộ. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, một buổi họp công cộng do đại diện văn phòng thị trưởng tại thành phố Boston tổ chức tại hội trường nhà thờ San pro với mục đích tạo cơ hội cho cả hai bên, người dân trong khu vực Rochester và nhóm Holistic Health trình bày và đặt câu hỏi có liên quan đến dự định thành lập tiệm bán lẻ cần sa giải trí tại đây. Tuy nhiên, đối với ông Hiệp Chu, việc mở cửa tiệm cần sa giải trí chỉ có hại chứ không có lợi cho khu vực. Vấn đề mà tiêu thụ cần sa, người Việt của mình không có bao nhiêu người. Và cái ảnh hưởng của cái tiệm buôn bán cần sa như vậy, nó nó ảnh hưởng cái cộng đồng của mình nhiều hơn là mình có một cái quyền lợi gì trong cái, cái việc này. Khoảng 100 cư dân với nhiều sắc tộc khác nhau đã có mặt trong buổi họp. Nhiều câu hỏi và chia sẻ quan điểm đã được trình bày. Chúng tôi nhận thấy đa số cư dân gốc Việt phản đối việc cho mở tiệm càng xa. Thì chắc chắn là cộng đồng người Việt ở tại Boston, nhất là ở vùng đoạn Chester đó, là chắc chắn là phải chống. Lý do? Lý do tại sao phải chống là vì trong thời gian vừa qua, nó cái mức độ an ninh của ngay cái thành phố Dorchester này tương đối rất là tốt, rất là ổn định trong quá khứ đó cái thời gian trước đây rất là nhiều năm đó thì cái thành phố đọc tơ này nó rất phải nói là nghe tới đọc tơ là ai cũng sợ nhưng mà cho đến giờ phút này đó là do những cái sự kiện mà cộng đồng chúng ta nó đã build up cái cộng đồng cái thành phố này lên và hiện bây giờ cái tương đối rất là an ninh nhưng phần đông những người sắc tộc khác tham dự lên tiếng ủng hộ và đồng tình với nhóm Holistic Health mở tiệm bán cần xa giải trí trên đường Rochester vì lý do giúp đỡ cho sức khỏe cần thiết. Ông Lê Hoàng Hà đồng ý vấn đề hỗ trợ sức khỏe nhưng nhấn mạnh rằng cần xa giải trí chỉ mang lại nhiều nghiện ngập cho khu vực. Những người bệnh nó thì đó là họ cần thì đó đúng. Nhưng mà những người trẻ họ cũng bệnh họ rất là khỏe. Nhưng mà họ dùng cái đó để họ tìm cái cảm giác mạnh, tức là cái gì mới là đối với họ thì cái đó mà càng hai là công dùng càng nhiều đó thì cái vấn đề nghiêng ngập nó sẽ gây ra xáo trộn trong vấn đề an ninh của địa phương. Nếu tiệm cần xa giải trí mọc lên trong khu vực có số đông cư dân và các cơ sở thương mại gốc Việt thì việc gì sẽ xảy ra đối với khu vực Rochester? Cái vấn đề là các con em của họ khoảng tuổi 14-15 tuổi đó, là bắt đầu đã à, biết về cái vấn đề à, cần xa. Và nó cũng làm cho các em trở ngại trong vấn đề học vấn Các em trở nên là làm biến, không đi học nữa Depressed, rồi dùng những cần sa đó theo bạn bè Thì Trâm nghĩ rằng là nó ảnh hưởng rất là nhiều cho cộng đồng người Việt chúng ta nói chung Và tình trạng mà vấn đề cướp giật nó có có thể là ảnh hưởng văn phòng cảnh sát là gia tăng Bán thuốc cần sa đi vào đây rồi gây khó khăn cho con em chúng ta Nhất là những người trẻ là vì khi mà họ còn họ vừa lớn lên đó họ cảm thấy là muốn tìm một cảm giác gì nó mới lạ hơn mà khi mà họ dướng vào những cái chuyện mà hút cần sa này nó nó sẽ gây từ nghiện ngập mà nghiện ngập rồi là sẽ quý thứ giả quý khán giả cũng biết là nó chuyện gì xảy ra cộng đồng người Việt tại đây có nên có những kế hoạch cụ thể để phản đối việc mở tiệm cần sa tại đây hay không Chuyên gian tường thực cho đã P10 từ thành phố Boston. Xin chân thành cảm ơn vị đã theo dõi chương trình.